say yêu thương của mẹ. Khi đời đầy bẫy dâm, con ngã vào trong tối tăm sai lầm, lòng con chua cay nhưng đắng cay. Bằng nước mắt bao lần mẹ an ủi con, giúp con bằng lời nói dịu dàng mẹ luôn dạy bảo. Từng chăm chút yêu thương ân cần, từng giây phút đưa con trở về, là từng năm tháng hy sinh của mẹ. Trong lên trời cao, đêm trời trong muôn muôn sao trời, nhưng ngàn sao bên ân tình mẹ làm sao sánh. Tình mẹ đã cho con một nơi nấu thân ấm êm, tình mẹ đã mang lại cho con hạnh phúc, niềm hạnh phúc cho nên con mẹ, niềm hạnh phúc chung chia vui buồn, niềm hạnh phúc anh thiệt tình không hiểu nổi em nữa. Em càng ngày càng quá quắt. Tại sao lại cố tình gây hiềm khích với tất cả mọi người như vậy? Hay là em thấy mọi người cãi giả nhau như vậy em vui lắm sao? Em có nói gì sai? Nếu như mà bọn họ không có tật xấu á, thì em có nói cũng đâu có làm được gì. Mà anh hỏi em, làm như vậy để được cái gì đó hả? Em làm như vậy là để cho bà nội thấy cuối cùng chỉ có vợ chồng mình là tốt. Bà nội mới tin tưởng giao quyền quản lý căn biệt thự này lại cho anh. Em lúc nào cũng căn biệt thự, căn biệt thự. Đôi lúc anh có cảm giác em không có một ý nghĩ nào khác ngoài căn nhà này hết. Anh biết. Anh biết là em làm tất cả việc trên là vì các con và anh. Nhưng thực sự căn nhà này á, căn nhà này là của bốn anh em. Anh đâu thể nào mà chiếm dụng cho riêng cá nhân anh được. Em không nên toan tính như vậy. Em không chấp nhận. Bọn họ không thể làm chủ căn nhà này được. Em đừng có tham vọng quá. Nếu như sau này bà nội và mẹ có qua đời, thì căn nhà này sẽ được bán đi và chia làm bốn, để cho bốn anh em. Anh nghĩ là với số tiền đó, vợ chồng mình có thể sống tốt. Có phải là như vậy, chúng ta vừa có tiền, vừa có thể duy trì được tình cảm anh em? Anh thấy là em nên hài lòng với cuộc sống hiện tại thì hay hơn đó. Cô biết tôi gọi cô lên đây là có chuyện gì không? Dạ, có chuyện gì mẹ cứ nói á. Hôm nay tôi gọi cô lên đây á, đứng trước bàn thờ của chồng cô và cả gia tộc. Cô tự vấn lại coi, từ khi á, cô vào làm dâu cái nhà này, cô đã làm được chuyện gì? Dạ con... Tôi thật lòng không hiểu tại sao mà con trai của tôi nó lại cưới cô về làm vợ vậy. Từ khi cô về nhà này, bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra. Thằng con tôi nó mất đi, cô không thể nào thay thế nó để lo dạy dỗ mấy đứa nhỏ được. Không biết quản lý gia đạo, để mọi chuyện rối ren lên. Cô đúng là một con dâu vô dụng mà. Tất cả là lỗi của chúng ta. Nếu không thì mẹ đâu có chịu oan ức như vậy. Thôi em,
đừng giận nữa. Anh biết em cho là anh không hiểu em, nhưng thực sự anh rất hiểu và thương em. Anh biết em là người tốt, anh rất hạnh phúc có được em và các con. Đối với anh, điều đó là quan trọng nhất rồi. Anh nghĩ là em cũng thấy như vậy mà đúng không? Anh là người sống thiên về tình cảm. Anh luôn lo lắng, quan tâm cho mọi người. Không biết mấy người đó có biết lo lại cho anh không? Em yên tâm đi. Từ nhỏ, bốn anh em của anh đã được mẹ dạy là phải luôn yêu thương lo lắng chăm sóc cho nhau. Anh tin á, là không phải riêng anh, mà tất cả mọi người trong gia đình á, đều nghĩ như vậy. Con xin lỗi mẹ. Chuyện gia đình mấy đứa nhỏ lộn xộn là do lỗi của con. Con đã cố gắng khuyên bảo tụi nó nhưng mà... Thôi thôi, tôi không muốn nghe cô giải thích cái gì nữa hết. Còn cái chuyện sở hữu căn nhà này, tất cả những gì xảy ra, tôi thấy cô không còn đủ sức quán xuyến cái nhà này nữa. Tôi nghĩ cô nên giao quyền sở hữu lại cho các con. Dạ. Dạ mẹ yên tâm, con cũng nghĩ tới điều này rồi. Ừ. Trước sau gì con cũng sẽ giao ngôi nhà lại cho mấy đứa nhỏ. Tôi tính đi. Dạ. Để con sẽ họp gia đình lại rồi thông báo chuyện này. Cô nói phải nhớ mà làm đó. Dạ. Thôi, để em vô nói với nội. Không thể để nội hành hạ mẹ như vậy được. Thôi, từ từ đi. Bình tĩnh đi. Đó không phải là cách hay đâu. Theo anh thì phải giúp mẹ bằng cách khác. Hôm nay nó họp cả nhà để đưa ra một quyết định quan trọng, vấn đề chủ quyền cái nhà này. Từ trước tới nay mẹ của các con là người đứng tên của chủ sở hữu, nhưng gần đây nội thấy mẹ của các con không được khỏe, vì vậy nội có bàn với mẹ con chuyển quyền sở hữu cái căn nhà này lại cho các con. Dạ, thưa nội, thưa mẹ, con nghĩ con không thể nào đứng tên căn nhà này được. Hả? À, sao vậy? Con là trưởng mà. Dạ, con biết, nhưng mà con ở bên Mỹ về, cho nên có nhiều cái thủ tục giấy tờ con không rành nữa. Với lại con có ý định là đi đi về về, cho nên con nghĩ là hơi phức tạp chút xíu. Con xin được khước từ được không ạ? Dạ, còn con thì con không dám nhận đâu. Hiện tại thì anh Tư Huy đang ở xa, con thì cũng có nhà rồi, nên có gì con phải đợi chồng con về rồi hỏi ý kiến mới được ạ. Dạ, còn vợ chồng con thì còn quá trẻ, chắc mọi người trong gia đình này không ai mà tin tưởng giao nguyên căn biệt thự này cho tụi con đâu nội. Dạ. Sao đứa nào cũng từ chối hết vậy? Đứa nào cũng có lý do hợp lý. À, vậy thì chỉ còn có vợ chồng ba Lân thôi. Con đủ điều kiện để sở hữu căn nhà này. Nội quyết định sẽ giao căn nhà này cho vợ chồng con quản lý. Dạ, thưa nội, thưa mẹ, con cảm ơn nội, mẹ và các anh em đã nhường quyền sở hữu căn nhà này cho con. Nhưng con nghĩ căn nhà này là của tất cả mọi người, con không thể nào một mình đứng tên làm sở hữu được. Con xin từ chối. Mấy đứa tụi bay sao vậy? Cứ diễn hết lý do này tới lý do khác để
để lẩn tránh là sao? Của thừa kế mà tụi bay không biết quý trọng hả? Nãy giờ nghe các con nói, mẹ biết là anh em các con rất là thương nhau, muốn nhường cho nhau, nhưng ít nhất là vẫn phải có một người đứng ra nhận trách nhiệm về căn nhà này chứ. Hai Long, Bảo Trân và Út Phụng đều có lý do riêng. Còn riêng Ba Lân, con có đủ điều kiện để nhận sở hữu căn biệt thự này. Mẹ mong muốn là con hãy nhận lấy điều này đi con. Con không thể nào nhận được đâu mẹ. Làm như vậy, làm sao con có thể dòm mặt anh em được nữa? Không phải là mẹ đã dạy tụi con là phải biết yêu thương san sẻ cho nhau, không nên ích kỷ là gì? Con mà làm vậy, chẳng khác nào con là kẻ ích kỷ, chỉ biết tư lợi cho bản thân mình. Với lại, con nghĩ là mẹ đang còn sống trong căn nhà này, mẹ là chủ nhân của nó mà, không ai có thể thay thế được mẹ. Con đừng nghĩ vậy con à. Đối với mẹ lúc này, chỉ có hai tâm nguyện lớn nhất. Một là nhìn thấy các con sống và thương yêu nhau. Hai là thấy các con trưởng thành. Và mẹ muốn từ đây cho đến cuối đời, mẹ được sống thanh thản, không còn lo bị điều tiếng gì hết con à. Vì vậy, nếu các con thương mẹ, mẹ hãy nhận lấy để cho mẹ thỏa ước nguyện. Nếu hai điều này mà mẹ cũng không làm được nữa thì mẹ cũng không còn thiết sống nữa các mẹ con à. Mẹ, mẹ, mẹ. Anh không ngờ em lại âm mưu sâu xa như vậy. Em dám xúi giục bà nội, ép mẹ chuyển quyền sở hữu căn nhà này cho anh. Em có biết làm mẹ tổn thương được hay không? Thật tình, chuyện lần này em không hề biết trước. Em không nói gì cả. Em thề đó, anh phải tin em. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, em biểu là anh phải tin em như thế nào đây hả? Không phải là lúc đầu em cũng muốn tìm cách chia rẽ mọi người, lúc nào cũng muốn toan tính chiếm đoạt căn nhà này hay sao? Bây giờ em đạt được ý nguyện rồi đó, em vui chứ hả? Em thiệt là đáng sợ. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang sắc thuốc cho nội con đây. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Sao con nói vậy? Con biết nhiều chuyện xảy ra đều do vợ con nó gây nên. Con xin lỗi mẹ thay cho vợ con. Cũng vì vợ con mà mẹ phải chịu nhiều oan ức. Mẹ không trách con, cũng không trách nó đâu. Cái này là do nó nhất thời nó làm vậy thôi. Thật ra là nó chỉ muốn lo cho gia đình riêng của nó với con. Ôi nhưng mà tại vì nó chưa hiểu hết lý lẽ cho nên... Con cũng đã khuyên vợ con rất nhiều rồi, nhưng mà vợ con nó không chịu nghe. Có phải con là đứa vô dụng không mẹ? Con trai à, có nhiều điều không thể nói được trong một ngày hay hai ngày là xong. Nhưng mà mẹ tin con Thủy nó là một người vợ tốt. Có lẽ mẹ với con phải quan tâm tới nó thường xuyên hơn. Có lẽ mẹ phải dành nhiều thời giờ để thăm hỏi gần gũi nó hơn. Con à,
Mẹ tin con sẽ có một người vợ tốt, hai đứa cháu nội của mẹ sẽ có một người mẹ tốt. Mẹ tin điều đó mà. Mẹ, mẹ cả đời cực khổ vì tụi con. Ủa, mới sáng sớm mà nội với mẹ đứng đây làm cái gì vậy? Thì còn làm gì nữa. Hôm nay á là con với mẹ con á phải đi làm thủ tục giấy tờ nhà để cho con đứng chủ quyền cái nhà này. Cần gì gấp vậy nội? Phải làm ngay bây giờ chứ, để rồi mai mốt rồi cái Nội nói đúng đó. Nếu con rảnh thì con tranh thủ đi với mẹ đi. Làm thủ tục giấy tờ chỉ có mấy ngày thôi, trước sau gì cũng phải làm mà, nha con. Thiệt tình là con cũng không có ham lắm. Nè, không được thoái lui rồi nha. Đây là vấn đề trách nhiệm. Hôm trước đã quyết định như thế nào thì bây giờ như thế đó. Dạ, mấy bữa nay con cũng suy nghĩ kỹ lắm rồi. Con có ý này nè nội. Con không có ý gì hết trơn á. Quyết định là con phải làm chủ căn nhà này rồi. Nội yên tâm, nếu nội và mẹ mong muốn như vậy á, con cũng phải đành đứng tên làm chủ quyền sở hữu căn nhà này. Nhưng con muốn á là trong giấy tờ thực tế, giá trị căn nhà này phải được chia làm bốn. Có như vậy á, con mới cảm thấy được thoải mái. Nếu nội và mẹ đồng ý á, con xin đi cùng với mọi người. Mẹ rất tự hào về con. Là do mẹ dạy con mà. Thôi đi đi, đi lẹ lên đi, đi. Dạ dạ dạ. Đi đi mau. Dạ. Đi con. Dạ. Vậy là cuối cùng sau bao nhiêu công sức, chị cũng là bà chủ chính thức của căn biệt thự này. Chúc mừng chị nha. Ủa, chuyện vui mà sao chị rầu quá vậy? Chị cũng không biết nữa. Không hiểu sao, khi chưa được thì háo hức lắm. Giờ đạt được rồi, chị lại chẳng có cảm giác vui mừng gì nữa. Mà còn ngược lại, có cảm giác như vừa mất mát một cái gì đó em ạ. Chị á, chị hay nghĩ dễ dẫn thôi. Mất bao nhiêu công sức mới có được kết quả như hôm nay mà còn than thở nữa. Em nói cho chị nghe nha, trên đời này không có gì mất quý hơn là mất tiền, và không có gì được quý hơn là được tài sản. Em học triết lý từ bao giờ vậy? Ra đời, đời dạy thôi. Ai như chị đâu. Người ta mất tiền mới mua được nhà, đằng này chị không mất đồng nào, lại được ôm một mớ tài sản, sướng quá rồi còn gì. Chẳng biết sướng hay khổ nữa. Chị thấy ông trời chẳng có cho không ai cái gì đâu. Chẳng phải lúc trước chị vừa mất cái nhà đó sao? Bây giờ được cái nhà lại, chị thấy lo lo. Cái cần lo thì chị không lo. Mà em nói chị nghe nha, chị mới được 1/4 giá trị căn biệt thự thôi. Chị phải làm cách nào đó để chiếm hết. Chị chỉ nhả ra một ít cho anh em chồng thôi. Như vậy chị mới có thể hoàn toàn yên tâm làm chủ căn biệt thự đó được. Em thiệt là được voi đòi tiên. Chị thấy vậy cũng đủ rồi. Chị cũng không muốn tranh giành gì nữa đâu. Chị cứ chóng mắt mà coi. Chị không giành của người ta, người ta cũng giành của chị hà. An phận như chị có ngày hối hận không kịp. Vô. Ừ, vô. Đã lâu lắm rồi anh em mình không có dịp ngồi như vậy. Bây giờ có gì anh em mình cứ xả hết đi. Chứ ở nhà có mấy bả đâu có nói được gì, đâu có dịp đâu mà tâm sự, đúng không Út? À, tao hỏi mày thật chuyện này. Chuyện gì? Chuyện tao đứng tên căn nhà, mày có thấy thấy giận tao không?
Mấy ngày nay tao suy nghĩ chuyện này nhiều lắm. Tao không muốn anh em trong nhà nhìn tao là một thằng tham gia tài, cướp mất căn nhà của bốn anh em. Anh nghĩ bậy gì vậy hả? Có ai nghĩ cái gì đâu. Theo em nghĩ á, bây giờ bốn anh em mình thương nhau còn không hết, lấy đâu ra mà để nghi ngờ nhau. Bây giờ ai cũng đều nhất trí rồi. Nè, gì vậy hả? Anh cũng biết á, thời gian vừa qua gia đình mình xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, nhất là cái chuyện mà mấy ông tới tìm má. Bà nội giận quá, tìm mọi cách để mẹ bỏ họ. Mà anh biết sao không? Em nghĩ là bà nội sợ mẹ sẽ bước thêm bước nữa rồi sẽ mất luôn căn nhà đó, cho nên nội bắt buộc là mẹ phải sang tên căn nhà đó cho anh em mình. Bây giờ trong bốn anh em mình ai đứng tên cũng được thôi, mà chủ yếu là bà nội không có làm khó mẹ là được rồi. Anh hiểu không? Bốn anh em mình đâu có ai muốn làm cho mẹ buồn, mà lại không dám trách bà nội. Nhiều khi tao thấy thương mẹ quá. Số trời đã định như vậy rồi, có ai đòi hỏi được cái gì đâu. Mẹ của mình vừa đảm đang lại vừa hiền lành nữa. Nhưng bây giờ ngược lại em nè. Anh thấy không? Có con vợ không ra gì, em có thay đổi được gì đâu. Đúng không? Mày nói đúng đó. Cái số là vậy rồi. Từ đó tới giờ tao mong muốn cưới được một người vợ giống như mẹ vậy. Nhưng mà cuối cùng là tao lấy một người vợ ích kỷ, toan tính đủ điều. Em biết mà, anh sống với bà Thủy chắc cũng nặng đầu lắm phải không? Em thì đỡ hơn, con lụa nó không có tính toán, nó không có khôn ngoan. Nhưng mà ứng xử không ra gì hết, ăn nói thì hàm hồ y như quỷ vậy đó, chán thấy mồ. Ô lụa, tới hồi nào vậy em? Trời ơi, chơi kỳ vậy. Cơ bộ mạnh miệng nói xấu vợ, vậy chứ trong ruột cũng teo ha. Trời ơi, em nói cho anh nghe, em thì sợ gì nó. Chẳng qua em không muốn cho nó biết, sợ nó làm rùm beng lên thôi, làm sùm lên hết. Anh thấy nó không? Cứ mỗi lần mà sùm lên mẹ khổ biết bao nhiêu mà nói, đúng không? Nhắc tới mà thấy xấu hổ. Anh em mình đã từng tuổi này rồi mà không biết dạy vợ, làm cho mẹ phiền lòng hoài. Mà khổ là mấy bà vợ không chịu nghe lời mình để thay đổi bản tính. Thôi đành chịu vậy để cho yên. Vô. Vô đi. Dạ thưa thím ba, con mới tới. Thím ba, con suy nghĩ dữ lắm rồi, bữa nay con mới dám tới gặp thím ba đó. Thím ba, thím ba có khỏe không vậy thím ba? Tìm tôi làm chi à? Thấy cô cái là tôi hết khỏe rồi. Muốn đi soi bói gì để bà Tám đi ra đường để cho người ta cười tôi phải không? Dạ, con biết chuyện hôm bữa không có phải là lỗi do con đó thím. Nên bữa nay nè, con đem vỏ trái cây tới, con biếu gia đình, mong thím và cô Trân tha lỗi cho con. Thím ba ơi, con nghe nói thím muốn cưới vợ cho cậu hai nhà này phải không thím? Con có quen với mấy cô ngon lắm, vừa đẹp người lại đẹp nết, con nhà giàu nữa đó thím. Con muốn giới thiệu cho cậu hai, thím ba chịu không? Ôi, mấy người mà nhiều chuyện như cô vậy không có bao giờ nói thật đâu. Hay là cô kiếm chuyện gì để cho vừa lòng tôi đó phải không? Con nói thiệt mà. Người lớn như thím hả? Con không bao giờ đặt điều nói bậy bạ đâu thím. Mấy cô đó là người quen của mấy người bạn hàng của con. Con bảo đảm với thím gia thế đàng hoàng. Thím không tin hả? Bữa nào con sẽ mời một cô tới đây cho thím, thấy mặt thím biết liền. Vậy cảm ơn cô nha. Dạ không có chi. Coi như là cái chuyện cũ mình bỏ qua hết đi. Dạ dạ. Giờ mình tính chuyện này đi. Dạ. Đâu đâu à, cô nói sơ sơ về mấy cô đó cho tôi nghe thử coi. Con nói thiệt á nha, từ đó giờ con chưa gặp cô nào á mà đẹp như cô này hết trơn đó thím. Đã vậy á,
nó còn là con một. Nhà nó chuyên sản xuất đồ gỗ đi nước ngoài, giàu lắm thím ơi, giàu nước vách đổ tường luôn thím. À, thì nhà tôi cũng có thua gì đâu. Ở bên bển á, nó làm hàng hàng không như của Mỹ á. Dữ vậy hả thím? Lương một tháng của nó bằng người ta làm một năm ở đây vậy đó. Dữ vậy thím? Bởi vậy tôi muốn kiếm cho nó một cô vợ nó ngang ngửa xứng đáng. Chứ còn ba cái của cải đó nó đâu có thèm đâu. Đúng rồi, con nghĩ nhà thím ba giàu đâu có cần của cải đâu thím. Nhưng mà nhà nhỏ này cũng giàu, nó đẹp lắm thím. Đẹp lắm á. Vậy hả? Dạ. Alo, em hả? Dạ. Nè, đừng nói với anh là bữa nay cắt tóc ngắn nghe. Hồi nãy giờ trong quán, nhiều cô tóc ngắn radio đi radio, làm tim anh hồi hộp tưởng là em không à. Sao giờ này em chưa tới? Nè, đừng để cho anh leo cây nghe, tội nghiệp anh lắm á. Em tới rồi mà tìm hoài không thấy anh ở đâu hết á. Anh ngồi ở đâu vậy? Tiên, cười đẹp quá lòng anh. Anh mừng ngày đầu gặp mặt. Ngọc Tiên, A-Team. Thiệt không? Mắt này A-Team. À, mắt này 18 á. A-Team là 18. Cho phép. Dạ, chào anh. Mời em ngồi. Dạ. Anh là hai lúa hả? Nhìn anh ở ngoài khác trên webcam quá à. Mém chút em nhận không ra. Bé hơn một chút phải không? Còn em đẹp hơn ở trong webcam mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần luôn. Em muốn nhìn gọi nha. Gì cũng được anh. Ờ, để coi em uống cam vắt sữa nha. Hả? Sữa mình vắt sữa cam vắt. Cho một ly sữa cam giác đi à. Em mới đi học ra hả? Dạ. Chắc học mệt lắm ha. Vậy là em phải uống cam giác sữa. À không, sữa cam giác. Để mà cho nó khỏe người, rồi đẹp da. Thấy anh không? Uống sữa nhiều mà mặt anh da đẹp á. Uống xong rồi em dẫn anh đi đâu đó ha. Lâu quá không về Việt Nam, anh quên đường hết trơn rồi. Sợ bị lạc quá. Dạ. Ôi, Hoa kế bên em còn đẹp hơn Hoa nữa đó. À, em chắc biết nhiều đường ở Sài Gòn lắm ha. Dạ cũng ít lắm anh. À, dạ. Lâu quá anh mới về đây, thấy cảnh vật bây giờ thay đổi nhiều quá. Con gái Việt Nam giờ đẹp quá. Em biết không? Em đang làm gì ở đây? Cô. Em chào cô ạ. À. Dạ em chào cô. Sao em lại nói dối với gia đình là hôm nay ở lại tập văn nghệ dưới lớp? Em để quên cái đĩa nhạc ở nhà nên ba em đem đến cho cô. Nhờ vậy á mà cô mới biết em đang hẹn hò với bạn trai. Vậy giờ ba em ở đâu cô? Ba em về chưa? Ba em có biết em nói dối không cô? Ba em đang đứng chờ em trước cổng á. Em ra mà giải thích với ba đi. Đúng thiệt là. Thưa cô em về. Ê, bông. Thôi em không nhận đâu anh. Cô là ai mà kỳ cục vậy? Dù sao Tiên cũng là 18 tuổi rồi, có quyền lựa chọn bạn trai chứ. Cô lại mà xí về chuyện này, có quyền gì mà cấm đón người ta. Tôi là cô giáo chủ nhiệm của Tiên nên tôi có trách nhiệm bảo vệ cho học trò của mình. Nếu là một người bạn tốt thì không bao giờ xúi Tiên nói dối gia đình để đi chơi. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà lại dụ dỗ con bé? Anh có tin á
là tôi báo cho gia đình xử lý anh không? Nè, thứ nhất, tôi không phải là học trò của cô mà cô có quyền lên lớp tôi. Thứ hai, bây giờ tình yêu bây giờ nó thoải mái lắm. Thời đại xưa nó khác thời đại bây giờ. Tình yêu bây giờ nó không phân biệt tuổi tác. Tôi chỉ cần có nhiều tiền thì tôi có thể quen được nhiều cô gái đẹp vậy thôi. Vậy á, thì anh đi tìm kiếm mấy cô gái đó đi. Đừng có đụng tới học trò của tôi. Tôi sống ở Mỹ quen rồi. Tôi không thích ai xen vào chuyện tình cảm riêng tư của người khác. Với lại bây giờ giới trẻ người ta càng khoái gọi là tình yêu tự do thoải mái như bên Mỹ. Cô lấy quyền gì mà cấm đón người ta? Với lại có nhiều người phụ nữ đều bám tôi. Bởi vì tôi có nhiều tiền. Chứ tôi không có cua ai, không dụ dỗ ai hết trơn. Vậy thì tôi mừng cho anh còn có cái để dụ dỗ phụ nữ. Nếu không thì tôi cũng không biết là có ai là yêu nổi một người vừa sáo rỗng vừa phách lối như anh vậy. Xin lỗi cô, tôi không thể nào mà mời cô uống nước. Với lại cô cũng không có cửa trong mắt tôi đâu ha. Tôi nói lại một lần cuối, nếu anh mà còn liên lạc với Tiên, tôi sẽ báo cho gia đình Tiên xử lý anh đó. Không tiện. À mà quên nữa. Gì nữa? Con bé nó chưa đủ 18 tuổi đâu anh à. Xem chết. Chưa 18 à? Vô mua hàng đi anh chị ơi. Lụa. Ủa chị Trinh. Trời đất ơi, mấy bữa nay chị đi đâu mà giờ này mới ghé? Em á, nhắn chị Thủy là báo với chị có hàng mới về mà không thấy chị ra mua gì hết trơn à. Ừ, mấy hôm nay cơ quan chị có nhiều việc làm thêm nên chị hơi bận. Có hàng mới về hả em? Dạ hàng mới về đẹp lắm, để em chút xíu. À, đẹp không? Đẹp ha. Em mà còn đẹp huống gì chị. Chị thích không? Lấy cái này nha. Được rồi, lấy cái này cũng được. Vậy đợi em chút, em lấy hàng mới cho chị. Hàng này hàng mẫu treo, bị bụi lắm. Sao rồi em, bữa giờ hàng bán được không? Chậm lắm chị ơi. Tụi em buôn bán vậy á, mỗi lần ế khách á là chết chắc luôn. Đâu như chị với chị Thủy đi làm cơ quan, hàng tháng có lương ổn định. Lại còn có chồng phụ giúp nữa. Chứ anh Phụng như em cũng long bong, thành thử hai vợ chồng có đói ăn hoài à. Em ơi, mang tiếng làm cơ quan, lương ba cọc ba đồng thấp lắm. Ai lấy được chồng giàu thì còn đỡ. Mà nghe nói ba Lân ở nhà tệ lắm hả? Ủa, ai nói chị vậy? Chị em làm cùng cơ quan với nhau. Chị Thủy tâm sự cho chị biết. Nghe nói anh ba Lân không có việc làm, một tay chị Thủy phải lo liệu hết đó. Em á, không biết chị Thủy nói anh ba Lân tệ cái kiểu gì. Mà dù cho anh ba Lân có tệ tới đâu thì ít nhất cũng có nguyên căn biệt thự luôn đó. Vậy hả? Như vậy á, là chị Thủy là chủ căn biệt thự rồi còn gì. Chị Thủy là sướng nhất rồi. Ủa, em nói vậy là sao? Trời ơi, lại vậy nè. Bữa hổm á, bà nội á định chuyển quyền sở hữu căn nhà cho mấy anh chị em mà mọi người từ chối hết. Cuối cùng bà nội quyết định là giao cho anh ba Lân đứng tên. Như vậy chẳng phải chị Thủy là bà chủ căn biệt thự này rồi, đúng không? À, thì ra là vậy đó hả? Ừ. Thôi được rồi, em tính tiền cho chị đi. À, cái này em lấy rẻ chị là 200 thôi. À, em cho chị gửi. Cảm ơn chị, bữa nào ra nữa nha. Vô quầy hàng đi anh chị ơi. Ủa mẹ, mẹ định đi đâu mà đem quà biếu dữ vậy? Mẹ tính tới thăm một người đồng nghiệp cũ. Cô này hồi trước là dạy chung trường với mẹ. Cô vừa hiền hậu vừa nết na, cho nên mẹ định giới thiệu cho con đó. Ừ. Sao mẹ không nói với con trước? Trời, con lớn rồi, mấy cái chuyện này để con tự lo. Sao mà mẹ phải lo những cái chuyện giặt giảnh vậy? Đó, hồi đó là ba đứa em của con cũng nói cái câu đó đó. Mà rốt cuộc giờ làm sao?
Mẹ có ba đứa con dâu mà đứa nào cũng cứng đầu và khó bảo hết trơn á. Nhưng mà mẹ ơi, tụi nó nhỏ, tụi nó không biết suy nghĩ. Con lớn già đầu rồi, con mới tính mà. Với lại bà nội cũng giới thiệu cho con mấy cô nữa. Rồi giờ tính sao? Con, mẹ đang lo cái chuyện đó đó. Chuyện hôn nhân là chuyện của con. Phải tìm cho con một người vợ hiền hậu nết na. Chứ không phải lúc nào là cũng suy nghĩ là có môn đăng hộ đối hay không, có giàu có hay không. Nếu mà gặp những người như vậy, nhưng thật ra rồi con sống không hạnh phúc thì sao? Nhưng mà nội lỡ giới thiệu với mấy cô đó rồi không gặp mất uy tín của nội sao? Con à, chuyện hôn nhân của con là con toàn quyền quyết định chứ. Hoàn toàn là nằm trong sự lựa chọn của con. Hôm nay thì mẹ chỉ giới thiệu thôi. Nhưng mà mẹ tin là con nhìn cái con vừa ý liền à. Nhưng mà cô đẹp không? Thôi vậy mình cứ thử ha. Cái này em thấy được không? Cũng được đó, tôi thấy cũng được. Chào mọi người. Thì đó. Chào chị. Trong cuộc họp hôm nay hả, sếp sẽ ra quyết định cấp nhà. Lần này chị Thủy có nhà chắc luôn. Em còn chưa nhận được quyết định chính thức mà. Trời ơi, việc sếp ký chỉ là hình thức thôi. Mấy sếp cân nhắc kỹ rồi. Chuẩn bị ăn mừng đi là vừa. Lần này có nhà mới là phải tân gia luôn nha. Thôi để tân gia lâu lắm, hôm nay có quyết định, chị Thủy mời mọi người đi một chầu luôn đi. Được đấy, không thành vấn đề. Chiều nay mình sẽ mời mọi người đi ăn mừng quyết định chính thức. Rồi khi nào mà có nhà, mình sẽ mời mọi người một chầu tân gia nữa. Mọi người đồng ý không? Ok. Chúc mừng chị Thủy nha, được lên chức bà chủ nhà mới. Cảm ơn em. Chị cũng vừa mời mọi người chiều nay đi ăn mừng quyết định đó đó. Em đi cùng với chị luôn nha. Ủa, tổ chức tiệc ở căn biệt thự nhà chồng chị đó hả? Có sợ ồn ào ảnh hưởng tới mọi người không chị? Bây giờ chị làm chủ căn biệt thự đó rồi, đâu có ai dám lên tiếng. Em nói giỡn cái gì vậy? Thôi đi, làm bà chủ căn biệt thự đó rồi mà còn giấu, định không khao phải không? Ai nói với em vậy? Chính từ miệng của em gái bán quần áo ở chợ Thương Kiều La Sa đó. Con lụa hả? Thôi, ra ngoài, ra ngoài. Ê mọi người, em chào tôi với. Trời ơi, sao chị hiền quá vậy? Đáng lẽ chị phải bắt con em dâu bên chồng của chị chịu trách nhiệm chứ. Cũng tại cái miệng nó mà nhà chị xảy ra tùm lum chuyện hết đó. Giờ tới lượt chị, bị nó hại rồi đó. Tại mình ngu, bị chơi xấu mà không biết thôi. Chị thấy chưa, ban đầu chị tốt bụng, không muốn giành của với tụi nó. Nhưng mà có đứa nào nghĩ cho chị không? Nếu em mà không đề phòng khuyên chị từ trước thì chị mất cả chì lẫn chài rồi. Chị đâu có ngờ con lũa nó nham hiểm như vậy. Ngoài mặt thì chị em ai ngờ đến khi anh Lân đứng tên căn nhà thì nó âm thầm hại chị. Con Trinh dễ gì mà không nói cho nó biết là chị được cấp nhà. Vậy mà nó nở lòng nào. Bây giờ chuyện đã tới nước này rồi, chị đừng có nhịn nữa. Phải chiếm cho bằng được căn biệt thự đó. Mà em tức nhất ông chồng của chị đó, đã không an ủi mà còn nói xỏ nói xiên. Em mà là chị á, em bỏ quách ổng cho rồi. Nhiều lúc chị cũng muốn ly dị lắm, nhưng nghĩ lại chỉ còn hai đứa con, chị không thể quyết định ích kỷ như vậy được. Bởi vậy phải chịu đựng cái nhà chồng đến bây giờ nè. Thôi, dù gì cũng lỡ rồi, phải bình tĩnh để tính cho tương lai nữa. Trước mắt á thì chị cứ ở nhà em vài bữa đi. Phải cho cái nhà cà chớn kia biết mặt mới được. Đừng tưởng chị bây giờ không có nhà cửa thì không dám đi đâu. Nhưng mà ở thì cũng được, còn chồng em thì sao? Ông xã em dễ tính lắm. Em muốn gì là không được. Huống hồ chị vợ lâu lâu mới tới nhà, ổng mừng không kịp nữa. Chị ở đây với em nha. Mà đẹp thiệt không? Dạ con chào cô. Chào anh.
Chào cháu. Dạ. Mời cô với anh vô nhà chơi. Mời anh. Chào em. Dạ con mời cô với anh vô nhà. Dạ con mời cô với anh ngồi. Mẹ. Để đây đi con, để đây. Thôi đưa đi. Bà đưa em. Dạ. À cháu à, cô ghé thăm. Cô có đem ít trái cây. Để chút nữa cô xin phép được đến bàn thờ để thắp mấy nén nhang ha con ha. Dạ con cảm ơn cô. Anh là Hai Long. Dạ, mời cô và anh uống nước ạ. Để con gọi điện thoại kêu chị Lan về. Chỉ đi đâu con cũng không biết nữa. Ủa, em phải là Lan hả? Dạ không. Ủa chứ Lan là gì của em? Dạ chị Lan là chị của em. Chị của em là Lan hả? Dạ đúng rồi. Em đẹp vậy chắc chị của em cũng đẹp lắm à. Dạ, ảnh của chị Lan đây nè anh. Vậy hả? Tôi là cô giáo chủ nhiệm của Tiên, nên tôi có trách nhiệm bảo vệ cho học trò của mình. Tôi cũng không biết là có ai là yêu nổi một người vừa xáo rỗng vừa phách lối với anh vậy. Tôi nói là một lần cuối, nếu anh mà còn liên lạc với Tiên, tôi sẽ báo cho gia đình Tiên xử lý anh đó. Mẹ ơi, con quên là con phải con phải về nhà gấp để mà nói lỗi vụ mà bà nội lo cho con gặp mấy cái cô. Có gì đâu, bữa nay rằm bà nội đi chùa mà tới chiều bà nội mới về. Bữa nay rằm hả? Ừ. Ủa sao nay rằm ta? Lâu lắm rồi mới gặp cô, chắc chị Lan cũng sắp về rồi đó, chắc chị vui lắm. Anh với cô ngồi đợi xíu đi. Thôi để khỏi. Con gọi điện thoại kêu chị về. Thôi khỏi. Đừng chừng nào dậy đi chứ, đừng có điện thoại hơn nó hối chi vậy, mất công làm vậy nó không được hay. Mai về cũng được. Con sao vậy hả? Con sao vậy? Con mặt mẹ ơi. Trời đất ơi, cái gì vậy Long? Con về mẹ ơi. Tự nhiên con nhức đầu. Không được đâu, chóng mặt. Anh chóng mặt thì phải ngồi đây nghỉ ngơi. Hả? Ôi ơi, đừng. Chị Lan em về rồi đó. Em, nhà toilet đâu vậy? Anh muốn sử dụng. Dạ đây nè anh. Long à, Long. Dạ để con ra mở cửa cho chị. Long ơi, con. Đau quá mẹ ơi, con đau đâu, đâu vậy? Quý ông, trời con đau mắt quá, Mở cái kính là chi vậy? Con đau mắt quá mà. Mắt con bị cái gì? Hả? Mắt con bị cái gì? Thì ra là anh hả? Thủy à, tôi rất thích Thủy mà. Thủy, tôi cấm dừng làm một cái trò thô bỉ như vậy. Cô con làm ai nè cô? Cô làm sao vậy cô? Dượng có làm gì không? Dượng nói á, nếu mà con la lên chị Quỳ sẽ tù hai mẹ con mình. Ra gần cô nội nè. Dạ. Láo con nội nè. Dạ. Đây nè, đây nè nội. Đây nè, đây nè. Cơm, cơm, cơm. Nước đi nè nội. Con tính ở tù ở đây luôn. Nước đi nè nội. Tao hả? Tôi ở tháng tận. Đã thì hẹn cho tao. Mày giọng của tao. Đóng hụt chết cho tao. Mày muốn chết hả? Mày có đóng hụt cho tao không? Mày đúng không?